Xin được mến chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Bác sĩ gia đình được phát sóng vào lúc 12 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, hội chứng đau cổ vai gáy là một hội chứng khá là phổ biến, xuất hiện ở nhiều người và mọi lứa tuổi khác nhau. Thông thường mọi người có tâm lý là lơ là, chủ quan và không đi thăm khám. Nếu như chúng ta bị đau cổ vai gáy lâu ngày, có thể sẽ dẫn đến một số những cái biến chứng đối với sức khỏe như là bị rối loạn tiền đình nè, hoặc có thể là bị thiếu máu não v.v. Vì vậy, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân của hội chứng đau cổ vai gáy qua phần tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Minh đến từ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Xin được kính chào bác sĩ ạ. Chào MC Thành Phương và quý khán giả xem truyền hình. Cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình. Quý vị thân mến, trước khi chúng ta lắng nghe phần tư vấn của bác sĩ, mời quý vị theo dõi câu chuyện tiểu phẩm sau đây. Alo, Chuyển hả? Em báo với sếp á, bữa nay cho anh nghỉ nha, anh không có vô cơ quan được. Anh bị đau cổ vai gáy á, nó đau quá anh chịu không nổi em ơi. Nói với sếp cho anh nghỉ 2-3 ngày đi. Hả? Ủa? Ồ, hay quá. Vậy em nói má em qua đây giúp giùm anh coi chuyện. Nói cô qua giúp giùm anh nha. Cảm ơn em nha. Rồi. Trời ơi, may mắn quá. Đúng rồi thiệt. Vô đi. Ủa, cô Năm? Má của con Triển. Dạ, con biết. Ủa, mà sao nhanh vậy cô? Biết sao nhanh không? Tao đang đi công chuyện ngang đây nè. Dạ. Nghe con Triển nó gọi điện thoại, thử xẹt vô liền. Dạ. À, Hội Yên. Dạ. Hội Yên, giờ mình là biết bệnh rồi. Đau cổ vai gái đúng không? Trời ơi, sao cô Năm giống thần y quá vậy? Mới nhìn thôi đoán trúng bóc cái bệnh của con luôn à. Thần y gì con Triển nó nói. À, dạ, con đau cổ vai gái đau quá. Cái này á là do làm việc ngồi lâu nè, đúng không? Dạ đúng rồi cô Năm. Đây đó. Dạ, cô Năm à, thấy coi chị giùm con ấy. Ngồi yên nghe, cái này nó hơi đau chút xíu nghe. À, ui da, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, cô Năm ơi, gì vậy? Chết con rồi cô Năm ơi. Nè. Cái này chỉ cần là nắng bên phải, xoa bên trái là nó sẽ hết thôi. Đau quá. Bên đây xong rồi tới bên đây. Ui da, đau quá cô Năm ơi. Cái gì vậy anh? Ủa? Chị là ai vậy? Tự nhiên vô đánh chồng tôi là sao? Cái gì vậy? Bà xã. Cái gì vậy? Này cô Năm. Mẹ của Triển làm chung cơ quan anh á. Đã qua trị giờ mẹ đau đó. Phải chống vậy mới được. Làm má của Triển á hả? Ừ. Chào cô. Cô nói cô trị cái gì? Ổng đau cổ vai gái. Đúng rồi, chuyên trị xương khớp đó. Nói nghe nè, không phải là trị xương khớp không, bá bệnh. Nhưng mà cô ơi, tôi nói cô nghe nè, trị bệnh đau cổ vai gái á, người ta là phải có cái phương pháp trị chứ không có kiểu mà dằn kiểu này là gãy cái vai người ta làm sao. Yên tâm, tôi đã từng trị cho nhiều đứa rồi. Chứ bây giờ tới chồng tôi mà giờ tự nhiên trị sao mà giờ đau hoài nè. Mà anh cũng kỳ nữa, bị đau cổ vai gái thì nói em đi. Anh sợ em lo cho nên anh không nói cho em nghe. Có bệnh thì phải nói chứ lo cái gì. Xí, bây giờ hai vợ chồng nói chuyện xong chưa? Nói chuyện xong chưa thì quay cái lưng này tôi làm. Thôi, khỏi. Cô ngồi im nhớ giùm đi. Bây giờ cô nghe hỏi nè. Sao? Cô nói là cô trị được cái bệnh đau cổ vai gáy. Vậy có bằng cấp hay chứng chỉ gì không? Ăn thua là người ta có kinh nghiệm hả? Người ta nhiều năm rồi, người ta biết cách trị thôi. Đưa làm cái gì hiểu chưa? Trời ơi, cô không có bằng cấp hành nghề hả? Đâu có. Vậy mà cô vô cô làm giống như là cô là bác sĩ. Ôi, con không nhờ cô chuyện đâu. Trời ơi. Cứu anh, trời ơi. Giờ mới tin rồi đó hả? Mà bây giờ không có nói nhiều. Bây giờ muốn biết đau cổ vai gáy trị như thế nào thì mời bác sĩ tư vấn. Bác sĩ tư vấn thì rồi sẽ biết nha. Dạ thưa bác sĩ, hội chứng đau cổ vai gáy rất là phổ biến nhưng mà nhiều khi mọi người cũng không biết được rằng nguyên nhân mình bị là do đâu. Xin bác sĩ có thể chia sẻ về điều này ạ. Hội chứng đau vai gáy như tên gọi của nó, đó là tình trạng căng cơ dẫn tới biểu hiện cổ khó xoay trở. Ở vùng cổ vai gáy thì chúng ta thường gặp là những cái nguyên nhân như là ngồi làm việc sai tư thế, nằm ngủ sai tư thế, nằm ngủ xem TV và nằm xem điện thoại. Những nguyên nhân tiếp theo như là ngồi làm việc kéo dài, chấn thương dẫn tới tổn thương vùng cơ, dây chằng, xương, khớp ở vùng cổ vai gáy. Nguyên nhân bị thiếu vitamin, thiếu các khoáng chất. Các nguyên nhân bệnh lý của vùng cổ vai gáy thường gặp đó là nguyên nhân về thoái hóa cột sống cổ, thoát vị đệm cột sống cổ, viêm dây thần kinh. Các nguyên nhân ở vùng vai có thể gặp đó là viêm bao khớp vai, viêm chóp xoay. Dạ thưa bác sĩ, trong tiểu phẩm vừa rồi thì nhân vật bị đau cổ vai gáy và dùng một cái phương pháp đó là đánh thật là mạnh vào cái vùng đau. Vậy theo bác sĩ, cái phương pháp này nó như thế nào và nó có tác hại ra sao? Và nếu như mà chúng ta điều trị chuẩn y khoa thì nó như thế nào ạ? Biện pháp này làm tình trạng bệnh có thể nặng hơn rất nhiều. Để điều trị đúng cách,
thì bệnh nhân nên đi khám thật sớm để được nghe tư vấn từ các chuyên gia y tế. Hầu hết hội chứng cổ vai gáy đều chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là có thể tự khỏi. Tuy nhiên có một số bệnh lý thì nếu chúng ta điều trị sai cách đến muộn thì làm cho tình trạng điều trị khó khăn và chi phí điều trị có thể tăng lên, để lại di chứng về sau. Điều trị Tây y thì thường chúng tôi có thể là dùng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm và thuốc giãn cơ, bổ sung các cái vitamin và khoáng chất. Hội chứng cổ vai gáy thì 80% chúng ta có thể chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là có thể tự khỏi. Trong các nguyên nhân gây ra bệnh thì có những nguyên nhân như là thoát vị địa đệm cột sống cổ, thì lúc đó chúng tôi phải can thiệp bằng phẫu thuật lấy các mảnh thoát vị chèn ép vào dây thần kinh để chúng không gây ra tổn thương các dây thần kinh. Có những nguyên nhân ở vùng vai như là viêm bao khớp vai, viêm rách chóp xoay. Những trường hợp này cần có thể là được nội soi để mà giải quyết các cái tổn thương ở bên trong. Và thưa bác sĩ, việc mà bị đau cổ vai gáy kéo dài mà không điều trị thì sẽ gây ra những biến chứng như thế nào đối với sức khỏe ạ? Việc không điều trị cổ vai gáy thì sẽ dẫn tới tình trạng mất ngủ kéo dài, dẫn tới cáu gắt. Ngoài ra, việc không điều trị thì có thể dẫn tới tình trạng teo cơ, yếu cơ, tê dọc từ cổ xuống tay, ảnh hưởng tới quá trình lao động. Vậy thì hiện nay chúng ta có những cái phương pháp phòng ngừa nào để tránh gặp phải triệu chứng đó là bị đau cổ vai gáy kéo dài ạ? Đau mỏi vai gáy thường gặp ở những viên văn phòng, những người thường xuyên giữ ở một tư thế cố định như là kế toán, IT, lập trình viên máy tính. Vì vậy, để giảm tình trạng đau mỏi vai gáy thì quý vị và khán giả thực hiện các biện pháp sau đây: không ngồi lâu quá 45 phút, tránh gập cổ để xem điện thoại, để màn hình điện thoại hoặc TV ngang tầm mắt, không dùng bả vai đầu để giữ điện thoại, không nằm gục trên bàn. Khi quý vị khán giả bị đau mỏi vai gáy, cho dù là nhẹ hay nặng, thì cũng cần phải đi khám bác sĩ chuyên khoa để được lời khuyên tốt nhất. Dạ vâng, xin được cảm ơn những lời khuyên hữu ích từ bác sĩ ạ. Sau khi lắng nghe phần tư vấn vừa rồi, giờ đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với câu chuyện tiểu phẩm quý vị nhé. Đó, nghe bác sĩ tư vấn chưa? Nha, anh ngồi tư thế của anh á là anh cứ ẹo qua ẹo lại ẹo tới ẹo lui, anh nói chung là anh ngồi sai tư thế rồi bây giờ mới ra cái bệnh vậy, mà anh để lâu nữa bây giờ nó nặng đó. Đúng rồi, nghe bác sĩ tư vấn rồi anh mới thấy là do anh chủ quan, anh ngồi làm việc á, ngồi trên ghế lâu quá rồi anh cũng ẹo qua ẹo lại anh sửa thôi, chứ anh không có đi vận động cho nên đó, bệnh càng ngày nó càng nặng. Ủa cô đi đâu vậy cô? Đi về. Ủa không ở lại trị nữa hay đi về? Tôi thấy tôi trị không có đúng cách rồi ở lại hiển quê cho nên tôi đi về. Sao nói hay lắm mà. Thôi tôi hiểu rồi. Bác sĩ chia sẻ rồi là cô đã hiểu hết rồi phải không? Từ đây về sau cô bỏ đi, cô đừng có làm cái kiểu này nữa. Mà xui một cái mà tay có vấn đề gì nặng á là công an mời cô lên làm việc đó, chứ không giỡn đâu. Nó đừng có nói chữ công an xui nè. Bây giờ báo công an được không? Ê, thôi đừng. Cô biết lỗi rồi, bỏ qua cho cổ đi. Tôi mới chấn một cái thôi chứ chưa có gì nhiều. Bệnh đau cổ vai gáy á là mình phải đi khám bác sĩ. Bác sĩ á đưa ra cái pháp đồ điều trị theo cái chỉ định của bác sĩ. Còn nếu mà vật lý trị liệu á thì mình phải có khám lâm sàng đàng hoàng mình mới trị được chứ. Chứ đâu phải khơi khơi cái vô bẻ, khơi cái vô nắng. Anh biết rồi. Lưu ý cách phòng ngừa và điều trị đau cổ vai gáy ở người lớn: tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, không ngồi quá lâu ở một tư thế trong thời gian dài, nên đi lại sau 45 phút làm việc. Đặt màn hình máy tính ngang tầm mắt, điều chỉnh chiều cao bàn ghế phù hợp sao cho khuỷu tay vuông góc với mặt bàn khi gõ máy. Khi sử dụng điện thoại nên đặt màn hình điện thoại ngang tầm mắt, không dùng bả vai và đầu để giữ điện thoại khi nói chuyện. Có chế độ dinh dưỡng phù hợp, bổ sung một số khoáng chất thiết yếu cho cơ thể như canxi, kali, các vitamin nhóm B, C, E. Khi nhận thấy triệu chứng đau mỏi cổ vai gáy xuất hiện thường xuyên, người bệnh nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và điều trị đúng cách. Quý vị thân mến, hội chứng đau cổ vai gáy là một hội chứng khá là phổ biến xảy ra ở nhiều người ở mọi lứa tuổi khác nhau. Vì vậy chúng ta không nên lơ là chủ quan mà cần phải đi thăm khám để điều trị sớm dứt điểm và tránh gây ra những hậu quả, những biến chứng ảnh hưởng đối với sức khỏe. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ đã đồng hành cùng với chương trình ạ. Còn bây giờ xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Bị viêm son rồi. Viêm son hả? Giờ sao? Mỗi ngày anh rửa 10 lần cho nó. Rửa 10 lần còn gì cái mũi nữa. Ngày rửa 10 lần. Đúng rồi. Đó, mẹ nói đúng rồi chị. Mẹ nói là anh tưởng đúng. Ủa, con đó, bậy. Đó. Anh bị vậy rồi không rửa mũi rồi tính sao? Thì phải nghe lời bác sĩ tư vấn nè. Ủa, mẹ biết không? Thì mẹ không biết mà mẹ nhờ bác sĩ. Nghe bác sĩ nói nè.